Everything is being shifted in the opposite. Ngay sau vai diễn Pestico trong bom tấn Star Wars The Last Jedi, Ngô Thanh Vân tiếp tục tham gia vào một tác phẩm hành động khác là Pride do đạo diễn David Ayer chỉ đạo và được phát hành bởi Netflix. Nữ diễn viên vui vẻ chia sẻ những hình ảnh của mình trong phim mới. It's time to end this. Fuck it. I wanna die. Let's do it. We're gonna titty bar gunfight die. Trong Pride, Ngô Thanh Vân vào vai sát thủ tên Tiên, cánh tay phải của phe phản diện. Tuy nhiên, kết cục của nhân vật này lúc cuối phim khá thảm khốc. Điểm thú vị là trong cả hai bộ phim Star Wars The Last Jedi và Pride, cái kết của nhân vật cho nữ diễn viên thủ vai đều bị nổ tung. Pride là một bộ phim khoa học viễn tưởng xen lẫn tội phạm hình sự sắp ra mắt trong năm nay với kinh phí 90 triệu đô la. Đây là tác phẩm có đầu tư cao nhất của Netflix. Pride đánh dấu sự tái hợp của David Ayer và Deadshot Will Smith sau thành công của Suicide Squad hồi năm ngoái. Ngoài ra, bộ phim còn có sự tham gia của Joel Edgerton, Noomi Rapace, Edgar Ramirez. All right.